Malaysia dợp cờ trắng giữa lúc Đông Nam Á quay cuồng vì COVID-19. Những ngày qua khi Malaysia vật lộn đối phó với làn sóng COVID-19 mới giống một số quốc gia ở Đông Nam Á, hình ảnh cờ trắng được nhìn thấy xuất hiện ở nhiều khu vực dân cư ở nước này. Thông điệp từ những lá cờ trắng trước cổng một ngôi nhà bằng gỗ và gạch ở làng New Sungai Way, Petajaya của Malaysia, một chiếc cờ trắng được nhìn thấy treo trên một cây gậy dài. Ông Jambunathan Kanagasabai, 64 tuổi, đã cho lá cờ này từ sáng mùng 1 tháng 7 sau khi vô tình đọc được một bài viết của chuỗi bán lẻ địa phương về việc phân phát lương thực cho những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Không lâu sau, những người đi đường đã nhìn thấy lá cờ mang thông điệp tôi cần sự giúp đỡ đó của ông và thông báo cho một ủy ban của địa phương. Ủy ban đã tặng tiền cho bố tôi, nhưng ông ấy cần lương thực. Vani, con gái của ông Jambu cho biết, ông Jambu vốn là một nhân viên bảo vệ. Với thu nhập ít ỏi, ông vẫn có thể trang trải tiền thuê nhà, mua thuốc cho vợ và các chi phí sinh hoạt của gia đình. Tuy nhiên, ông đã mất nguồn thu này kể từ khi chính phủ ban bố hàng loạt biện pháp hạn chế, phong tỏa từ tháng 3 năm ngoái nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan. Gia đình ông Jambu rơi vào cảnh khó khăn tài chính như nhiều gia đình khác bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Đặc biệt khi chính phủ Malaysia phong tỏa toàn quốc hồi đầu tháng 6. Lim Bun Oa, một cư dân khác ở Petajaya, cũng treo cờ trắng trước nhà. Ông nói, tôi không ngại thừa nhận, tôi đã hết sạch tiền tiết kiệm. Khi phóng viên tới thăm nhà của vợ chồng ông, một nhà thiện nguyện và hai nhân viên của chuỗi bán lẻ cũng có mặt ở đó để tặng tiền và lương thực cho họ. Một đại diện của chính quyền địa phương trước đó cũng đại diện tặng họ một số thực phẩm khô. Ông Linh cho biết, số tiền và lương thực hỗ trợ này có thể giúp vợ chồng ông trang trải trong 2 tháng tới. Ông cho biết thêm, suốt một thời gian dài qua, ngày nào, vợ chồng ông cũng phải ăn mì tôm. Cuộc sống vốn khó khăn của họ càng trở nên chật vật hơn từ khi dịch bùng phát với số tiền hưu trí ít ỏi. Phong trào vẽ cờ trắng từ cuối tháng 6, một phong trào treo cờ trắng để kêu gọi sự giúp đỡ giữa dịch COVID-19 đã được nhà hoạt động và đồng thời là chính trị gia NIK Faiza NIK khởi xướng. Tôi rất đau lòng khi thấy các vụ tự tử mỗi ngày. Do vậy, tôi đã khởi xướng chiến dịch này, nhà hoạt động NIK Faiza NIK Osman nói. Theo số liệu của cảnh sát, Malaysia ghi nhận gần 500 ca tử vong toàn quốc trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay. Ba nguyên nhân chính của các vụ tự tử này được cho là sức ép tài chính, căng thẳng tâm lý và các vấn đề gia đình. Kể từ đó phong trào được phát động, hình ảnh cờ trắng được nhìn thấy xuất hiện hàng loạt ở các khu vực dân cư cần hỗ trợ. Phong trào nhận được nhiều sự ủng hộ vì cho rằng sẽ giúp những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch tìm kiếm được hỗ trợ. Trong khi đó, nhiều chính trị gia chỉ trích vì cho rằng cờ trắng là biểu tượng của sự đầu hàng. Malaysia là một trong những quốc gia Đông Nam Á bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi làn sóng COVID-19, chủ yếu do sự xuất hiện của biến chủng Delta. Đầu tháng 6, Malaysia đã ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài 2 tuần để ngăn dịch lây lan. Tuy nhiên, bất chấp lệnh phong tỏa và các biện pháp hạn chế, dịch tiếp tục bùng phát mạnh tại quốc gia này. Chính phủ Malaysia cũng tuyên bố, sắc lệnh đề nghị người dân hạn chế ra ngoài khi không có lý do cần thiết sẽ được gia hạn vô thời hạn. Malaysia cũng thông báo duy trì phong tỏa cho đến khi số ca mắc mới trong ngày xuống dưới 4.000 ca. Tỷ lệ giường chăm sóc đặc biệt được sử dụng dưới 75% và ít nhất 10% dân số được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Đến nay, mới chỉ khoảng 6% trong tổng số 33 triệu dân của Malaysia được tiêm chủng đầy đủ. Chính phủ Malaysia hôm 28 tháng 6 cũng công bố một gói kích cầu trị giá 150 tỷ ringgit, tương đương 36 tỷ USD, nhằm hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do gia hạn lệnh phong tỏa.